Như con này anh bán bao nhiêu đấy? 2 con trà màu ấy, bao tiền con? Rất nhiều bác hỏi chim trà màu này các bác. Không biết là trà màu này là trà màu gì, mà cái trà màu này tôi hỏi thử rồi, cái giá nó khác nhau lắm. Đây là quá lâu, có phải trà màu? Không, có hai con trà màu mũ trong này này. Hai con trà màu. Giá nó lung tung tất cả. Đấy, ví dụ như con rốt như này là rốt nhiều như này là chắc là chim mới bẫy thì người ta lại bán rẻ hơn cái con trà màu mà người ta nuôi thuần, người ta lại bán giá lại cao hơn. Đấy, giá nó lung tung tất cả, nhiều bác hỏi là trà màu nhiêu ấy các bác. Đấy. Như con này anh bán bao nhiêu đấy? Con hai con trà màu ấy, bao tiền con? Đấy, mua 200 rưỡi về rồi ấy. Ôi giời. Đấy các bác ạ, à, có hôm thì tôi hỏi 100 một con mà có hôm nay thì lại 200 một con này các bác này. 250 là mua về. À 250 là người ta mua về. À. Thì tôi thấy ở dưới xuôi họ bán con trà màu gì mà có 50.000 40.000 con. Thế là tôi chẳng biết là nó như thế nào nữa, thành ra là tôi không rành lắm về cái món trà màu này. Có con hot hay con không rồi thì nó phức tạp lắm. Ê, bây giờ mà lỡ mà ví dụ tôi lấy con này về ấy, mà nó hot không hay cái trên nhà tôi thì nó hay. Ê, về nhà các bác mà nó lại hot không hay cái là phiền lắm. Ngày xưa thì tôi có một lần nha các bác, tôi mua một con mi mà tôi nhìn mắt tôi nhìn thấy bằng thật luôn, nó rất hay ở nhà người ta à, thế mà về nhà tôi cái mà nó hot không ra một cái gì luôn đấy, thế mới buồn cười chứ. Đấy, có một lần thì là con khứu cũng thế, ở nhà tôi nó hot rất hay, nó khứu bạc má. Ê, nhưng mà đến lúc cho bắn cho người ta thì xong bắt đầu là về nhà người ta nó hot không ra một cái gì luôn. Ê, buồn cười, tôi chẳng biết nó làm sao. À đây này, có cả con họa mi này. Ồ, con họa mi này. Nhưng mà nói chung ở trên vùng cao chúng tôi ấy các bác ạ, là họa mi và khứu bạc má là ít hơn. Họa mi này mới khứu bạc má, các khứu mun các thứ thì các bác phải mua ở trong khu vực Gia Lai, Kon Tum ấy, nó nhiều. Chứ còn những cái dòng này ở đây ít lắm, thỉnh thoảng tôi mới thấy gặp một con thôi. Thành ra nó ít cho nên là cái giá nó cũng rất là cao. Đấy, nhiều nhất là mấy ông ngũ sắc và quế lâm đây này. Đấy, bác nào mà thích hot liên tục thì là mua ngay cái con này này. Còn con này có, nếu mà con hot hay tí là hay cực kỳ nhá, thì là 400-500. Còn bình thường là nó 200-300 con thôi, nó hot hay lắm. Để cái con này thế này, đây con quế lâm này này, nó hay cực kỳ luôn. Đấy, hay lắm. Đây thì các bác hay hỏi là chim hay bán ở đâu, thì là đây này các bác này. Cái chỗ này là bác nào mà có đi du lịch Sapa thì là đây khu công viên Sapa nhá các bác nhá. Đây khu công viên Sapa này. Đấy, công viên Sapa này. Còn nhà thờ nó ngay đây này. Đấy, chợ tình này, ngay kia này. Đấy, họ bán đầy nhưng mà trước họ còn bán ở chỗ này này, nhiều lắm, nhiều vô kể luôn. Như đợt này là họ lại dẹp mất. Đấy, họ là chuyển có 2-3 điểm ấy. Điểm này mới điểm đằng kia kìa. Đấy, 2-3 điểm. Thì là mình gặp con chim gì mình mua con chim đấy thôi. Đó. Đây này. Thì là mình lên trên này nhiều khi là hôm nào gặp may thì mình gặp được những con hay, mà không may thì là mình gặp những con bình thường. À. Đây. Dạ, đây này có cả đàn trà màu với lại một con chòe, nhưng mà chòe cái các bác ạ. Đây có cả trà màu này, chòe cái này. Ồ, có cả trà màu non này các bác này. Đó. À, thì nói chung là ôi ôi, con quế lâm này tôi thích quá này. À, con quế lâm đực luôn này các bác này. Cái loại quế lâm mình ngũ sắc là hot điếc tai luôn này. À, con trà màu rừng này. Các bác nào mà thích hot hay là mua ngay cái con ngũ sắc và con quế lâm. Nó hot ghê lắm đúng không em? Đúng rồi đấy. Quế lâm và ngũ sắc nó hot kinh khủng. À. Đây này. Con này được cái này. Ngực đỏ dọi này. Đấy, à, như các bác phải biết xem đực và cái. Chứ không có là quế lâm và ngũ sắc con cái nó hot không hay lắm đâu. À. Thì mình gặp may thì mình mua được con chim quý, mà không may thì thôi. À. Đấy, nói chung là mình tiện thể thôi các bác ạ. Tiện thể mình đi du lịch thì là mình mua luôn. Chứ còn cố tình lên có khi lại
lại không mua được cái gì đâu. Ôi dồi ôi, lại gặp con chim gì thế này? Con này là con họ nhà Khiếu này các bác này. Đấy, thỉnh thoảng có khi là mình may mình còn kiếm được một vài con trong sách đỏ sách đen đấy, không phải đùa đâu. À, đây này, con Khiếu gì đây này, không biết là Khiếu gì. Đỏ. À, Khiếu mặt đỏ à? Đấy, gặp may có khi là con kiếm được con quý đấy, không phải đùa đâu. À, nhiều khi những cái con này nó vào những cái con top trong những cái con mà quý hiếm. À, thì nói chung là chơi chim này nó vô cùng lắm. Tôi thì tôi cũng không chơi sâu lắm đâu các bác ạ. À, thành ra là có khi tôi nói cũng tình của ông từ ngữ có thể là sai đấy các bác ạ. À, chứ không phải là đúng đâu. À, đấy thì có nhiều khi các bác cứ hỏi tôi là ở chỗ nào, có khi là các bác nghĩ là tôi giấu, nhưng mà các bác có xem những cái video mà tôi chỉ đâu. Đây, có những video như này là tôi chỉ chỗ các bác mà, các bác lên mua thoải mái, giấu giếm gì. Còn ví dụ như là buôn bán thì ai cũng thế thôi, người ta cũng phải có lãi có lờ chứ, đúng không ạ? Đấy, ví dụ như con chim này là gọi là chim chợ, thì về người ta thuần, người ta cho ăn cám các thứ vào thì người ta phải lấy lời lên chứ, đó là đương nhiên rồi. Đấy, con chim mặt đỏ này không biết nó hot như nào đây. Tôi là tôi cứ thấy con gì là lạ là tôi thích lắm. Khiếu mặt đỏ. Đấy, các bác nào mà trên mạng có biết con này không? Biết thì là anh em mình comment các thứ cho vui. Nhưng đừng chửi bậy các bác nhá, chửi bậy là tôi không gặp thì thôi, tôi gặp là tôi spam đấy. Đấy. Anh em thích thì anh em xem, không thích thì thôi lướt qua. À, chi màu các kiểu nhiều thứ lắm. Kia còn có cả 2-3 con chim gì kia. À, vẫn chi màu à? Chi màu hot hay phết đấy. Nhiều ông thì ông có hay sưu tầm ấy. Tôi cũng thế, tôi thích sưu tầm lắm nhưng tôi chả nuôi được, nuôi về nó không có thời gian chăm nó. Mình mua thì nó gần mà cuối cùng về nó nhát tẹt à. À đấy. À, chào các bác nhá, tôi dừng video đây.